đậu phụ, một loại thực phẩm được làm từ sữa đậu nành, không chỉ ngon miệng mà còn rất tốt cho sức khỏe. Dưới đây là một số tác dụng tích cực của đậu phụ đối với sức khỏe. Nguồn protein tốt. Đậu phụ chứa hàm lượng protein cao là một nguồn cung cấp chất đạm thực vật rất tốt cho cơ thể. Điều này làm cho đậu phụ trở thành một lựa chọn lý tưởng cho người ăn chay hoặc muốn giảm thiểu việc tiêu thụ sản phẩm từ động vật. Cải thiện sức khỏe xương. Nhờ chứa isoflavone, một loại phytoestrogen, đậu phụ có khả năng cải thiện mật độ khoáng xương. Điều này giúp hỗ trợ sức khỏe xương và có thể giảm nguy cơ loãng xương ở người lớn tuổi hoặc phụ nữ trong giai đoạn mãn kinh. Hỗ trợ chức năng não. Các axit amin thiết yếu trong đậu phụ có thể hỗ trợ chức năng não và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi già như Alzheimer và Parkinson. Hỗ trợ giảm cân. Đậu phụ thường có hàm lượng chất xơ cao, giúp cảm giác no lâu hơn sau khi ăn. Điều này có thể giúp trong quá trình giảm cân hoặc duy trì cân nặng ổn định. Hỗ trợ tiêu hóa. Đậu phụ cũng là một nguồn chất xơ tự nhiên, giúp cải thiện sức khỏe tiêu hóa và giảm nguy cơ mắc các vấn đề như táo bón. Tuy mang lại nhiều lợi ích với sức khỏe, nhưng đậu phụ lại không phù hợp với 5 nhóm người sau. Thứ nhất, người bị bệnh tiêu hóa. Đậu phụ chứa một lượng lớn protein thực vật, tiêu thụ quá nhiều có thể gây khó tiêu, chướng bụng và tiêu chảy. Đối với những người có vấn đề về tiêu hóa, việc ăn đậu phụ có thể làm giảm quá trình hấp thụ dinh dưỡng, gây ra các vấn đề về sức khỏe khác. Thứ hai, người bị bệnh tim mạch. Hàm lượng methionine trong đậu phụ có thể tăng cường sản xuất, gây tổn thương các tế bào nội mô trong thành động mạch. Điều này có thể gây ra các vấn đề về xơ vữa động mạch vành, làm tăng nguy cơ cho những người mắc bệnh tim mạch. Thứ ba, người bị suy tuyến giáp. Đậu phụ chứa nhiều isoflavone, một loại hợp chất có thể ngăn chặn các enzyme cần thiết cho quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp. Điều này có thể gây suy yếu tuyến giáp và gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đối với những người bị suy tuyến giáp. Thứ tư, người bị bệnh gút. Việc tiêu thụ đậu phụ có thể làm tăng hàm lượng axit uric trong máu, gây ra các cơn đau và viêm đốt trong các khớp, làm tăng nguy cơ cho những người mắc bệnh gút. Thứ năm, người lớn tuổi và người mắc bệnh thận. Đậu phụ có thể làm hệ tiêu hóa hoạt động chậm, gây quá tải cho hệ thống thận và làm suy yếu chúng. Đối với những người cao tuổi hoặc mắc các vấn đề về thận, việc ăn đậu phụ nhiều có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Trong tất cả các trường hợp trên, việc hạn chế hoặc tránh xa đậu phụ có thể là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe của bạn. Nhớ luôn tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc các chuyên gia dinh dưỡng trước khi thay đổi chế độ ăn uống của bạn. Sức khỏe luôn là quan trọng nhất.